Sau khi va quẹt trên đường, người cầm lái ô tô và xe máy đã đuổi nhau gây tai nạn trên đường Baxter, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, xe ô tô do một thanh niên cầm lái xảy ra va quẹt với một xe máy tại góc ngã tư Baxter Lê Lợi. Sau đó, người chạy xe máy đuổi theo xe ô tô để giải quyết đúng sai. Đến đoạn gần ngã tư Baxter thì người chạy xe máy vượt lên phía trên, tài xế ô tô tông xe máy ngã và lao lên lề đường, tiếp tục húc đầu vào vách tường quán cà phê Starbucks mới dừng lại. Hậu quả làm người chạy xe máy bị thương phải nhập viện. Lực lượng chức năng địa phương cùng cảnh sát giao thông đã có mặt để giải quyết. Vụ tai nạn cũng làm cho giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.